Chào các bạn, bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cái game bắn xe tăng nâng cấp hơn một tí. Thì ở đây các bạn tới lui ha, và các bạn xoay, bắn. Thì ở đây các bạn bắn thì ở đây trúng cái tâm nó thì nó mới chết nha các bạn. Thì ở đây thầy sẽ bắn, thầy sẽ hỗ trợ bạn biết lại từ đầu theo cái kiểu mà nâng cấp hơn nha các bạn. Rồi ở đây thầy viết thử nha. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ bắt đầu viết nha các bạn. Thầy sẽ bắt đầu viết. Thì khi mà viết này thì thầy sẽ có là bốn cái nhân vật, một cái nhân vật là ta, một cái nhân vật là địch, và một cái nhân vật là đạn, và một cái nhân vật là game over. Thì các bạn nhớ thiết kế thầy là các bạn phải để là cái nhân vật á, từng nhân vật á, là nó phải đỡ ngay trong tâm nha các bạn, ngay tâm này. Ta, địch cũng y chang như vậy các bạn, địch cũng y chang như vậy, nó là phải đỡ ngay tâm địch nha. Đây là địch này, đạn cũng y chang đạn nha, đạn thì cũng ngay tâm nha các bạn, và game over. Thì ở đây á, chúng ta sẽ viết cái theo từng cái. Thì ở đây á, đầu tiên cái chúng ta sẽ viết cho cái ta trước. Thì cái ta thì đầu tiên chúng ta phải sử dụng là click, khi click vào lá cờ. Đây thì bây giờ thì viết gộp lại nha, thì nó sẽ là lập mãi mãi, forever nha các bạn, forever là lập mãi mãi này. Rồi nếu mà nó chúng ta nói là nếu mà nó sao ta, nó đụng với cái, nếu mà nó chúng ta bấm vào gì ta, chúng ta bấm vào cái nút keypad, mà chúng ta bấm vào cái nút của tên lên, thì nó sẽ move cho chúng ta là 10 bước. Lên là move 10 bước nha các bạn. Rồi tương tự như vậy các bạn copy trang. Nếu mà chúng ta cho mũi tên xuống là nó sẽ di chuyển lại ngược lại là 10 bước. Trừ 10 nha. Trừ 10. Rồi, nếu mà chúng ta nhấn cái mũi tên bên phải, nếu mà chúng ta nhấn cái mũi tên thì ra, nếu mà chúng ta nhấn cái mũi tên bên bên trái là nó quay, chúng ta quay bên trái. Quay bên trái. Được chưa? Rồi, nếu mà nó nhấn mũi tên bên phải thì nó sẽ quay bên phải. Nó quay bên phải. Thì ở đây á, là thầy viết cái sự kiện là cái xe tăng này. Đó, được chưa? Nhưng mà lần đầu tiên xuất hiện á, cái game over ở đây á, thầy chỉnh là game over trước đi ha. Game over lần đầu tiên á, là nó khi mà nó ấn vào lá cờ á, thì nó ẩn đi ha, nó ẩn đi lúc này, nó ẩn đi ha, nó ẩn đi. Được chưa? Ẩn đi. Hai đi ha. Hai đi. Từ từ tính tiếp cho nó ẩn cái đã, từ từ tính tiếp ha. Rồi ở đây á, như vậy xong ha. Rồi, ở đây là thầy chạy thử nha, thầy chạy thử là game xe tăng này tới này, quay này, quay này, quay chưa quay hả? Ở đây left, ở đây là right. Right ha. Quay này, left này. Tới này, lui này, quay này. Quay này, lui này, tới này. Ok không? Như vậy là thầy viết xe tăng này xong. Như vậy xe tăng này nó sẽ bị ngừng khi nào? Ở đây nếu mà nó sẽ đụng if tục tin. Nó nằm nhà trong xe nhà, nếu mà tục tin này. Nếu mà nó đụng với cái địch thì nó sẽ ngừng ha, ngừng thì nó sẽ ngừng. Nhưng mà trước khi ngừng thì thầy nên phát ra cái câu thông báo là game over. Thì chỗ này là mình sử dụng, mình phát ra câu thông báo là game over nha. Phát là câu thông báo nha. Thông báo này là mình có thể là đặt là game over, game ha, over. Nó sẽ phát ra game over. Đồng thời trước khi phát ra game over thì nó cũng phải là hai nó đi, nó hai nó đi ha, nó hai nó đi, là nó hai đi. Nó khi mình đụng tới địch là nó sẽ game over, và đồng thời nó hai đi ha. Và trước như vậy là khi mà chúng ta hiển thị ra nó cho nó show ra. Lần đầu tiên nó show ra nha, chạy thử này, chạy thử này. Rồi ở đây thầy nói lại nha. Đầu tiên là chúng ta cho nó show ra forever là lập mãi mãi. Nếu mà nó đụng với cái key up á, thì nếu mà di chuyển khi up là di chuyển lên 10, 10, 10 bước. Khi down là di chuyển lùi 10 bước. Nếu mà chọn left á, là chúng ta bị trái. Ở đây right chúng ta bị phải. Nếu mà đụng địch đó thì nó sẽ bị là ẩn đi và nó sẽ phát ra game over. Thì địch này á, nó sẽ làm sao? Khi mà chúng ta nhấn cái sự kiện on click, sự kiện on click nha, thì nó sẽ sao ta? Nó sẽ hai, hai, và ở đây nó forever là lập mãi mãi nha. Thì chúng ta chờ trong khoảng 2 giây, tầm 2 giây nó sẽ tự sinh ra một thằng mới. Được chưa? Tự sinh ra một thằng mới. Rồi
khi tôi là một bản sao. Ở đây các bạn nói là khi tôi là một bản sao, thì ở đây là tôi sẽ là, ở đây là chúng ta cho nó go to xi mà chúng ta cần là ít, nó là luôn luôn sát bên này là ít nó khoảng là 240, và y nó thầy muốn nó random là từ trên này xuống trên này, nó là y từ trên này xuống trên này nó là 180 nha, trừ 180 tới 180 thì chúng ta cho random ha, trừ 180 tới 180 nha. Ở đây là trừ 1 ha, ở đây là trừ 180 ha, trừ 180 nha, trừ 180 đến 180. Nhưng mà ở đây á, nhưng mà khi mà nó là bản sao thì nó phải hiện ra trước, thầy quên cái lúc hiện rồi á. Ở đây là show ra. Rồi, nó hiện ra thì nó sẽ làm gì? Nó phải là go to forever nha. Nó sẽ là đi mấy bao nhiêu bước ta? Đi 10 bước, đi một bước thôi, mỗi lần đi một bước thôi. Đi 10 bước quá nhanh. Nhưng mà nó hướng của nó là đi tới đâu? Hướng của nó à, nó sẽ đi đến cái hướng này ha. Có gì đó, có cái ta á. Ở đây đi đến hướng có cái ta nha, đi đến hướng có ta này đó. Ok không? Được chưa? Nè, thầy chạy lại nha. Thì ở đây á, thầy chạy thử nha. Đó, thầy lên tới luôn này. Đó, nó xuất đi tới hướng có ta này, được chưa? Rồi, ok không? Đó. Rồi, ok. Lui, phay tới, quay, quay này. Lui tới này. Ok, nó sẽ đi hướng tới ta nha. Tới này. Lui, ok không? Quá trời. Khi mà nó, chúng ta đụng á, nó sẽ chết. Nó chết đúng không? Và nó khi nó chết đó thì mất hết. Chỗ này game over nha. Khi mà tôi nhận được cái thông báo, khi mà tôi nhận được cái thông báo này, khi mà tôi nhận được thông báo đâu rồi, khi mà tôi nhận được cái mục thông báo à đây game over thì nó sẽ show ra, à show ra, ok show ra rồi, show ra như vậy thôi, à show ra. Thôi làm lại nha. Ở đây game over là nó hai rồi, sau đó nhận thông báo game over nó show ra thôi. Chị thử thế nha, đó. Đó chạy tới chạy lui, nó chạy tới phay tới tới lui tới, ok lui tới đây á, ok ở đây quay rồi đụng này á, nó game over rồi. Như vậy là thầy viết cái địch xong ha, nhưng mà khi nào địch nó sẽ chết, ở đây là khi nào địch nó sẽ chết nha, các bạn viết trực tiếp trong đây luôn. Nếu à, nếu thằng địch này nó đụng cái đạn à, nếu thằng đục thằng địch nha đụng đạn, nếu nó đụng viên đạn thì nó sẽ làm sao ta, thì nó sẽ bị die. Bị die là chúng ta nó sẽ là delete nó đi ha, delete nó đi à, delete này ha, delete được chưa, nếu đụng đạn thì delete thôi. Rồi ở đây á, chúng ta viết đạn, đạn thì đầu tiên chúng ta cũng lại phải là sao ta, cho nó xuất hiện này à, khi tôi kích vào cái lá cờ thì ở đây á, nó cũng phải là ẩn đi nha bạn, ẩn đi. Và ở đây nếu mà tôi cho là forever là lập mãi mãi nè, forever là lập mãi mãi. À, ở đây nếu mà tôi nhấn cái nút key break, à, nếu mà nhấn key break này ha, ở đây tôi nhấn là nút space thì nó sẽ tự động tạo cho tôi một cái gì ta, một cái thằng mới, à, tự động tạo cho tôi một thằng mới nha. Rồi ok, khi mà tôi nhấn cái nút này tạo thằng mới. À, nếu khi tôi là cái bản sao thì cái khi tôi là bạn sao nha, thì tôi go to đến như nào, tôi go to đến thằng tôi show nó ra đi, không khi tôi là bạn sao thì tôi show nó ra trước, tôi show nó ra nha, và tôi sẽ đi đến cái tâm của thằng đi đến cái tâm mu go to ha, go to tôi đi đến cái tâm của nào ta, của thằng ta, được chưa đi đến go to của ta nha. Đồng thời tôi sẽ ở chỗ này tôi sẽ cho nó forever, nó sẽ di chuyển là tầm 10 bước, nhưng mà di chuyển theo hướng của Bone Interaction nha. Ở đây là hướng 90 độ các bạn ha, ở đây là hướng 90 độ, nhưng mà tôi muốn di chuyển theo hướng cái mùa của thằng gì đó, của thằng ta này nè, thằng ta này di chuyển sao lại ra di chuyển cái chân vậy nha. Thì tôi di chuyển hướng của thằng ta này, thì ở đây chúng ta di chuyển một cách nào? Ở đây chúng ta chọn Sensing này, ở đây chúng ta muốn là di chuyển theo hướng của ta thì ở đây mình sẽ chọn gì đó, mình sẽ chọn là cái hướng là hướng của ta, hướng của ta nha, di chuyển theo hướng của ta này, di chuyển hướng của ta là mình sử dụng là direction này các bạn, mình bấm vào di chuyển theo hướng của ta, được chưa, chạy thử thôi nha, đó, bấm vào này đó, xuống tới tấn vào được chưa, đó, ok không, trời quá trời, ở đây kỳ vậy, ở đây chỗ này bị sai chỗ nào rồi ta, chỗ thằng địch này ở đây là thằng địch rồi, ở đây là forever 2 giây tạo thành một thằng.
khi tôi là một con sao. Xin lỗi các bạn, nếu đụng đạn thì nó sẽ đầy. Nếu đụng đạn thì nó sẽ đầy delete nha. Thôi sorry các bạn ha, để thử nha. Đó, như vậy là thằng địch là thằng nãy thằng biết bị lộn á. Ok, lui nha, lui lui rồi xoay tới, lui xoay 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 đó, xoay ha. Thì ở đây á, là thầy đã viết cho xong rồi, nhưng mà cái đạn á, thì nó sẽ chết khi nào? Đạn á, thì nó sẽ biến mất ha, khi tôi là một viên sao. Ở đây á, nếu mà nó đụng nếu mà đạn nha, nếu mà đạn nha, có việc nếu mà đạn nó đụng cái gì, nếu mà đạn nó đụng với cái địch thì đạn cũng nấp ao luôn, hoặc là đạn đụng với cái biên thì chúng ta sử dụng là túc trình. Rồi nếu đạn đụng địch nếu đạn đụng địch nha, hoặc là đạn đụng biên thì nó cũng là gì ta, nó cũng là delete luôn. Đạn đụng biên thì delete luôn nha. Biên rồi thì chúng ta cũng delete luôn nha các bạn, delete luôn, delete ra rồi, delete nó. Đây delete này. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái phần xong cái phần gì đó, thầy hướng dẫn cho bạn xong cái phần ở đây á, nó chạy ha, ở đây á, nó chạy theo hướng này. Thầy vừa hướng dẫn các bạn xong cái phần gì đó, cái phần cơ bản, thì ở đây á, các bạn có thể tự làm điểm với thầy nha, thầy viết tới đây là được rồi. Ok, các bạn tự 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 con đối tự làm điểm với thầy nha. Rồi, khi nào nó sẽ điểm, khi nào có sẽ có điểm, khi mà cái thằng đạn này nó trúng cái địch, địch trúng đạn, khi địch trúng đạn thì chúng ta cho nó điểm lên thôi. Thì ở đây các bạn đầu tiên cho các bạn muốn điểm ở đây, đầu tiên chúng ta cho điểm mấy đó, đầu tiên chúng ta cho điểm bằng đầu tiên chúng ta cho điểm bằng không, đúng không? Ở đây bây giờ chúng ta cho điểm bằng không này. Rồi khi mà địch nó chết đó, thì chúng ta tăng điểm lên một, xét điểm lên, xét điểm trên điểm lên một ha, chạy thử này. Đó, ồ sao lâu chút. Ok không? Rồi như vậy là thầy vừa hướng dẫn các bạn xong cái là bắn xe tăng nha. Rồi chúc các bạn làm bài tốt. Chào các bạn nha các bạn.